Thì để phân tích tình tài chính của doanh nghiệp ấy, thì mục đích của cái việc mà phân tích tình tài chính của doanh nghiệp đấy là nhằm gì ạ? Phân tích, hoạch định và kiểm soát về cái hoạt động tài chính trong doanh nghiệp và tìm cái nguồn tài chính cho doanh nghiệp quản trị cái vốn luân chuyển. Thì về cơ bản thì chúng ta rằng thông qua cái hoạt động phân tích tình tài chính của doanh nghiệp sẽ chỉ ra được cái thực trạng tài chính của doanh nghiệp ở từng thời điểm và trong từng thời kỳ để phục vụ cho cái mục tiêu của cái chủ đề phân tích. Thì ở đây chúng ta lưu ý là gì ạ? Phân tích tình tài chính này nó còn tùy thuộc vào cái từng thời điểm và từng thời kỳ. Tức là gì ạ? Ví dụ như là cái kết quả hoạt động của doanh nghiệp cái thời gian trước năm 2020 có thể là khả quan. Nhưng năm 2020 và 2021 thì chúng ta thấy rằng là gì ạ? Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid. Nên đây là gì ạ? Cái hoạt động tài chính của doanh nghiệp là về cơ bản là gần như tất cả các cái doanh nghiệp đều bị ảnh hưởng. Đây là gì ạ? Tình tài chính của doanh nghiệp năm 2019 phân tích là khả quan. Nhưng sang năm 2020 thì có thể là không khả quan, thì đấy là hoàn toàn bình thường, tại vì là cái kết quả phân tích nó phụ thuộc vào từng thời điểm và từng thời kỳ. Thì để sử dụng cái thông tin sử dụng ở trong phân tích tài chính doanh nghiệp thì chúng ta sử dụng chủ yếu đấy là gì? Thông qua cái hệ thống báo cáo tài chính. Nội dung của các cái báo cáo tài chính nó sẽ phản ánh về tình một cách tổng quát nhất về tài sản, nguồn vốn của doanh nghiệp, sự hình thành của tài sản, thay đổi vận động của chúng qua mỗi kỳ kinh doanh. Rồi là gì ạ? Báo cáo tài chính nó lại phản ánh về kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, thì là doanh thu, lợi nhuận của doanh nghiệp như thế nào, vân vân. Thì đối với lại cái hệ thống báo cáo tài chính của doanh nghiệp hiện nay thì theo quy định thì chúng ta doanh nghiệp sẽ sử dụng bốn cái loại báo cáo tài chính cơ bản. Thứ nhất đấy là bảng cân đối kế toán, thứ hai là báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, thứ ba đấy là báo cáo lưu chuyển tiền tệ, và thứ tư đấy là thuyết minh báo cáo tài chính. Điểm trước chúng ta đang dừng lại ở nội dung đấy là chúng ta phân tích về chung về tình tài chính của doanh nghiệp, thì chúng ta đang dừng lại ở đây đấy là việc chúng ta phân tích tình cơ cấu tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp. Thì để phân tích về tình cơ cấu tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp thì các nhà quản trị hay là những người nhà phân tích thì sẽ sử dụng cái thông tin ở trong bảng cân đối kế toán để phân tích. Thì chúng ta có phân tích về cơ cấu về tài sản này, cơ cấu về nguồn vốn. Cơ cấu về tài sản thì chúng ta sử dụng hai chỉ tiêu, đấy là gì ạ? Thứ nhất là tỷ suất đầu tư và thứ hai là tỷ số tài sản ngắn hạn. Tỷ suất đầu tư là chúng ta sẽ xem là gì ạ? Cái số tiền mà doanh nghiệp sử dụng để đầu tư vào tài sản dài hạn là chính bao nhiêu phần trăm. Thì chúng ta có gì ạ? Tài sản dài hạn chưa tổng tài sản. Và thứ hai đấy là gì ạ? Tài sản ngắn hạn chưa tổng tài sản, đấy là tỷ số tài sản ngắn hạn. Về cơ cấu nguồn vốn thì chúng ta có chỉ tiêu đấy là tỷ suất tự tài trợ, chúng ta có nguồn vốn của chủ sở hữu chia cho tổng nguồn vốn. Tức là gì ạ? Thông qua cái chỉ tiêu này thì chúng ta sẽ biết được là trong một đồng vốn của doanh nghiệp thì có bao nhiêu đồng vốn là vốn chủ sở hữu, tức là vốn của những người chủ sở hữu bỏ ra để tham gia hoạt động kinh doanh. Và nếu như vậy thì chúng ta thấy rằng là gì? Nếu như mà tỷ suất tự tài trợ mà càng lớn thì cái mức độ an toàn về của doanh nghiệp là càng cao. Ngược lại, chúng ta có cái tỷ số nợ thì được xác định bằng tổng nợ chia cho tổng nguồn vốn. Thì chúng ta thấy rằng nguồn vốn của doanh nghiệp thì được hình thành bởi hai nguồn. Nhất đấy là nợ phải trả, và thứ hai là nguồn vốn chủ sở hữu. Ở trong bảng cân đối kế toán là chúng ta đã nắm rõ rồi, đúng không? Thì đối với lại cái hệ tổng nợ này thì chúng ta thấy rằng là gì ạ? Nếu như mà tỷ số nợ mà càng cao, tức là tổng nợ nó chiếm là gì ạ? Càng lớn ở trong tổng nguồn vốn, đúng không? Thì như vậy là nó sẽ phản ánh cái mức độ rủi ro cao trong cái hoạt động tài chính, trong cái hoạt động doanh nghiệp. Và thông thường thì chúng ta thấy rằng là gì? Doanh nghiệp sẽ phải xem xét cân đối xem là cái cơ cấu nguồn vốn như thế nào là hợp lý. Bởi vì chúng ta thấy rằng là không phải là doanh nghiệp nào làm việc cái hệ tỷ suất tự tài trợ, tức là cái nguồn vốn mà tôi bỏ ra càng lớn thì tôi càng an toàn, không phải. Mà hiện nay 100% các doanh nghiệp là muốn là gì? Chiếm dụng cái nguồn vốn đi vay, tức là gì? Tôi muốn đi vay vốn để mở rộng sản xuất và sinh ra hiệu quả từ cái đồng vốn đấy, chứ không ai là bỏ ra 100% vốn không có cả. Thứ nhất là chúng ta giới hạn về cái số lượng vốn, hai là chúng ta chưa biết được tận dụng cái nguồn vốn vay khác để chúng ta mở rộng quy mô sản xuất của doanh nghiệp. Đấy là cái thứ nhất chúng ta phân tích về cơ cấu tài sản nguồn vốn.
Đây chúng ta chuyển sang nội dung tiếp theo. Để phân tích khái quát về tình tài chính của doanh nghiệp, thì ngoài việc là phân tích thông qua cái báo cáo bảng cân đối kế toán, thì các nhà phân tích còn sử dụng để một thông tin ở trong bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Phân tích tình hình tài chính qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Để phân tích tình tài chính qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, thì chúng ta rằng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thì nó sẽ bao gồm các chỉ tiêu thực hiện doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, giá vốn hàng bán, doanh thu từ hoạt động tài chính và doanh thu khác. Và tương ứng với lại doanh thu của doanh nghiệp thì chúng ta sẽ có các chỉ tiêu lợi nhuận, tức là từ ba nguồn doanh thu thì chúng ta sẽ có ba nguồn lợi nhuận tương ứng. Đấy là gì? Lợi nhuận từ hoạt động bán hàng, lợi nhuận gồm về bán hàng và cung cấp dịch vụ, lợi nhuận từ hoạt động tài chính, và thứ ba đấy là lợi nhuận từ khác, lợi nhuận trong hoạt động là thanh lý tài sản. Thì để phân tích về cái báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thì chúng ta sẽ quan tâm tới hai cái chỉ tiêu cơ bản. Thứ nhất đấy là cái chỉ tiêu về doanh thu, và thứ hai đấy là cái chỉ tiêu về lợi nhuận. Là chúng ta xem được cái kết quả hoạt động của doanh nghiệp như thế nào. Về doanh thu thì doanh thu của doanh nghiệp đó là một cái chỉ tiêu tài chính hết sức quan trọng, bởi vì nó không những có ý nghĩa đối với bản thân doanh nghiệp mà còn có ý nghĩa đối với cả nền kinh tế. Thì doanh thu của doanh nghiệp ấy thì chủ yếu là thu được từ cái hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ, tức là gì? Đấy là doanh thu từ cái hoạt động kinh doanh chính của doanh nghiệp. Bên cạnh những doanh thu từ cái hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ thì doanh nghiệp sẽ còn là gì ạ? Có cái nguồn doanh thu khác, rồi là gì? Doanh thu từ hoạt động tài chính, vân vân, tức là gì? Sử dụng cái đồng vốn của tôi để gì? Cho góp vốn liên doanh, góp vốn vào một cái doanh nghiệp khác để kinh doanh này, rồi là gửi lãi này, vân vân. Ví dụ như chúng ta rằng là hiện nay một doanh nghiệp thì có thể là để tham gia đầu tư làm chủ sở hữu của một vài các doanh nghiệp khác, rồi tôi sử dụng cái đồng vốn của doanh nghiệp này để đầu tư cho doanh nghiệp khác. Thứ hai đấy là về tình hình lợi nhuận. Về tình hình lợi nhuận thì lợi nhuận của doanh nghiệp thì được biểu hiện bằng tiền, và nó là cái chỉ tiêu mà phản ánh về cái kết quả của quá trình sản xuất kinh doanh. Lợi nhuận thì được tính bằng gì? Doanh thu trừ đi chi phí. Thế đây, đối với lại cái việc mà đánh giá về tình lợi nhuận của doanh nghiệp thì chúng ta cũng sẽ đánh giá dựa trên cơ sở đấy là chúng ta so sánh giữa thực hiện với lại kế hoạch, hoặc so sánh của năm nay so với năm trước, để chúng ta xem là kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp như thế nào. Thứ hai đấy là gì ạ? Phân tích những nguyên nhân, xác định cái mức độ ảnh hưởng của từng cái nhân tố đến tình hình biến động về lợi nhuận. Và thứ ba đấy là đề ra các cái biện pháp khai thác khả năng tiềm tàng nhằm không ngừng nâng cao lợi nhuận. Nên chúng ta thông qua việc là phân tích cái báo cáo kết quả kinh doanh thì chúng ta sẽ xem là cái lợi nhuận của từng bộ phận, từng lĩnh vực của doanh nghiệp chiếm tỷ trọng như thế nào trong tổng lợi nhuận của doanh nghiệp, rồi là gì? Xem là cái mức độ biến động ra sao. Đây, để chúng ta nhìn vào cái ví dụ này. Đây. Em nhìn này. Đây
là cái báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong năm 2019 và năm 2020. Bao gồm các cái chỉ tiêu. Ở trong cái báo cáo này thì chúng ta rằng bao gồm các cái chỉ tiêu gì ạ? Như là doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. Hai là các cái khoản giảm trừ doanh thu. Ba là doanh thu. Còn về bán hàng và cung cấp dịch vụ thì được tính là diện bằng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trừ đi doanh thu còn trừ đi các khoản giảm trừ doanh thu. Rồi là diện giá vốn hàng bán, lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ, doanh thu hoạt động tài chính, rồi là thu nhập khác. Thu nhập khác này, doanh thu từ hoạt động tài chính này, doanh thu từ bán hàng cung cấp dịch vụ. Đây là ba cái khoản doanh thu chính của doanh nghiệp. Và tương ứng với nó sẽ là gì ạ? Ba cái khoản lợi nhuận. Ví dụ như lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ này. Lợi nhuận khác này. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh thì sẽ bằng là cộng cả lợi nhuận gộp về bán hàng cung cấp dịch vụ cộng với doanh thu hoạt động tài chính trừ đi chi phí hoạt động tài chính, chi phí bán hàng của doanh nghiệp, bạn lại ra được lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh. Bây giờ nhìn vào về báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp này, số liệu này. Bây giờ các em thử xem xét xem vào sự biến động giữa các cái chỉ tiêu là như thế nào. Để chúng ta sử dụng phương pháp so sánh để xem xét sự biến động của các chỉ tiêu trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Sử dụng phương pháp so sánh thì là chúng ta sẽ sử dụng phương pháp là gì? Chúng ta sẽ tính là gì ạ? Số tuyệt đối và số tương đối, đúng không? Số tuyệt đối và số tương đối của từng các cái chỉ tiêu để chúng ta xem là gì ạ? Các cái chỉ tiêu chính đấy, ví dụ như là gì? Doanh thu của doanh nghiệp thay đổi như thế nào, năm 2020 của doanh nghiệp thay đổi như thế nào, tăng hay giảm, bao nhiêu phần trăm, bao nhiêu tiền, lợi nhuận của doanh nghiệp cũng như thế. Rồi, kép căn cứ vào số liệu để chúng ta tính nhé. Nào, các em rõ cách làm chưa? Rồi ạ. Em tính. Chúng ta sử dụng cái phương pháp so sánh nhé.
Đã tính rồi chưa? Cô ấy tính từ chỉ tiêu doanh thu, chi phí và lãi ạ.
tính ra được số như trong bảng của chúng nhé. Có cô ạ. Có ạ. Bây giờ bạn đang nhận xét là tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp năm 2020 so với 2019 đã thay đổi. Là bạn đang nhận xét nào. Bạn bấm. Thưa cô, tổng lợi nhuận kế toán thực tế của hai kỳ năm 2020 so với năm 2019 tăng 300. Tuy nhiên, để đánh giá cụ thể các chỉ tiêu là doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 116 triệu tương đương với 159%. Các khoản giảm trừ doanh thu tăng 50 triệu tương đương với 119%. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là tăng 16.890.000, tương đương với tỷ lệ tăng là 159%. Giá vốn bán hàng thì tăng 16.360.000, tương đương với tỷ lệ tăng là 161%. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ thì tăng 530 triệu. Ở đây là tổng lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp là tăng 300 triệu. Không? Tăng 300 triệu, tức là tăng 34,09% so với năm 2019. Khi mà nhận xét ấy, thì các em nghĩ là gì ạ? Tăng ở đây không phải là tăng 134 mà tăng 34,09% so với lại năm 2019.
Và trong đó thì chúng ta thấy rằng lợi nhuận của doanh nghiệp là được hình thành bởi ba nguồn, là lợi nhuận từ một cái bán hàng cung cấp dịch vụ này, lợi nhuận từ hoạt động tài chính này, và thu nhập khác, à lợi nhuận khác này. Thì trong đó thì chúng ta thấy rằng là gì ạ? Cái 300 triệu mà tổng lợi nhuận kế toán trước thuế lại tăng ấy, đấy là chủ yếu là do cái lợi nhuận nào tăng theo? Do lợi nhuận về bán hàng và cung cấp dịch vụ là tăng 530 triệu, đúng không ạ? Thì cái này là cái mà gì? À, tăng nhiều nhất. Còn gì ạ? Còn đối với lại lợi nhuận từ hoạt động tài chính hay là lợi nhuận khác thì nó sẽ làm gì ạ? Giảm lợi nhuận của doanh nghiệp, không vì là gì, do nhìn vào cái chi phí là lớn hơn so với lại cái doanh thu thu về. Ví dụ như là lợi nhuận từ hoạt động tài chính ấy là gì? Doanh thu từ hoạt động tài chính thu được có 40 triệu, nhưng mà cái chi phí lãi vay bỏ ra tới 80 triệu. Thì như vậy là chúng ta lỗ mất 40 triệu rồi. Không? Thì chúng ta rằng là ở đây là cái tổng lợi nhuận và trước thuế tăng thì chủ yếu là do lợi nhuận của bán hàng. Còn đối với cái chi tiêu về doanh thu thì chúng ta rằng là gì? Doanh thu thì là gì? Cái doanh thu chủ yếu là chiếm là gì ạ? Là cái doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, thì là gì ạ? Doanh thu bán hàng, doanh thu thuần về bán hàng cung cấp dịch vụ là tăng 16.890 triệu đồng, tương và tăng 59.37% so với lại năm 2019. Chủ yếu là do tăng về doanh thu, tức là chúng ta nhận xét xem đâu nó là cái chỉ tiêu tăng chính, và chỉ tiêu tăng chính đấy thì là gì ạ? Là nguyên nhân là do đâu, là tăng hay giảm, được chưa? Em xem hết kết quả vào nhé. Nếu bạn nào có máy tính thì chúng ta đưa vào Excel tính thì nó rất là nhanh. Đấy là nội dung thứ hai về phân tích về báo cáo kết quả động kinh doanh thông qua và cái báo cáo kết quả động kinh doanh. Thì để phân tích rõ hơn về cái tình tài chính của doanh nghiệp, ngoài việc đánh giá khái quát thông qua cái bảng cân đối kế toán và cái báo cáo kết quả đã kinh doanh, thì tình tài chính của doanh nghiệp còn được phản ánh thông qua các cái chỉ tiêu tài chính cơ bản. Nó sang cái nội dung thứ tư, phân tích tình tài chính thông qua các cái nhóm chỉ tiêu. Bài này được chưa em? Thì đối với lại cái việc mà phân tích tình tài chính thông qua các cái nhóm chỉ tiêu ấy, thì là gì ạ? Căn cứ vào các cái thông tin tài chính mà nhà quản trị thu thập được, thì các nhà phân tích sẽ tiến hành là phân chia ra thành các cái nhóm chỉ tiêu cơ bản, bao gồm có thứ nhất đấy là cái nhóm chỉ tiêu về khả năng thanh toán của doanh nghiệp, tức là gì? Ở đây là tôi sẽ xem là liệu rằng doanh nghiệp có cái khả năng trả nợ hay không, hay thanh toán các khoản nợ hay không. Thứ hai là các cái nhóm chỉ tiêu về năng lực hoạt động, là chúng ta xem xét về gì ạ? Xem là cái hiệu quả sử dụng vốn lưu động và hiệu quả sử dụng vốn cố định ở trong doanh nghiệp. Nhóm chỉ tiêu thứ ba đấy là chúng ta nghiên cứu về các cái chỉ tiêu về cân đối cơ cấu vốn và cơ cấu khả năng về cân đối vốn và cơ cấu vốn. Và nhóm chỉ tiêu thứ tư đấy là chúng ta nghiên cứu về các cái nhóm chỉ tiêu sinh lời, bốn nhóm chỉ tiêu cơ bản. Ra nghiên cứu nhóm đầu tiên là về khả năng thanh toán. Nhóm chỉ tiêu về khả năng thanh toán. Đi đề đánh giá về khả năng thanh toán, tức là gì? Là chúng ta sẽ đem so sánh về là khả năng thanh toán của doanh nghiệp về mặt tổng quát. Để xem khả năng thanh toán của doanh nghiệp về mặt tổng quát sẽ được tính bằng tổng nợ. Trên tổng tài sản, tổng nợ chi cho tổng tài sản. Như vậy, xét về mặt tổng quát thì cái khả năng thanh toán của doanh nghiệp đấy là gì ạ?
tôi sẽ xem là tổng tài sản của doanh nghiệp có đủ để doanh giúp doanh nghiệp là trả nợ hay không. Tức là thì trong trường hợp mà các chủ nợ đòi thì toàn bộ tài sản của doanh nghiệp là có đủ để trả nợ hay không. Sau đó chúng ta rằng khi mà doanh nghiệp đi vay vốn thì bao giờ các nhà chủ nợ hay là các cái tổ chức tài chính cũng yêu cầu là doanh nghiệp phải có cái tài sản thế chấp. Tài sản thế chấp để phòng trừ trong trường hợp là nếu như mà doanh nghiệp hoạt động không tốt, xảy ra cái rủi ro thì tôi sẽ làm sao thu hồi cái khoản nợ của tôi thông qua thu hồi tài sản. Tôi như là tài sản là trong những cái trường hợp mà doanh nghiệp gặp nợ nần định thì ngân hàng thường siết về ví dụ như là tài sản của doanh nghiệp như là nhà xưởng này, rồi là máy móc thiết bị này, rồi là xe cộ vân vân, là đấy là những cái tài sản chúng ta đảm bảo để trả nợ. Đấy là xét về mặt tổng quát. Tuy nhiên thì chúng ta thấy rằng là gì? Nếu như mà xét về mặt tổng quát này thì nó sẽ không phản ánh được cái các cái khoản nợ của doanh nghiệp. Bởi vì các cái khoản nợ của doanh nghiệp hay cái khả năng thanh toán của doanh nghiệp ấy, thì chúng ta thấy rằng là gì? Trong các khoản nợ của doanh nghiệp chia ra thành nợ ngắn hạn và nợ dài hạn. Chia ra thành nợ ngắn hạn và nợ dài hạn. Đây, ví dụ như là trong cái bảng cân đối kế toán mà chúng ta nghiên cứu hôm trước ấy, thì các em nhìn này, chúng ta có gì? Có nợ phải trả của doanh nghiệp là 3.200 triệu này. Thì trong đó thì gì ạ? Chúng ta có nợ ngắn hạn và có nợ dài hạn. Thì nợ ngắn hạn và nợ dài hạn thì chúng ta rằng là gì? Các khoản nợ ngắn hạn là các khoản nợ mà có thời gian vay là dưới 12 tháng. Còn nợ dài hạn là các khoản nợ mà có thời gian vay là trên 12 tháng. Thì như vậy khi mà xét về cái khả năng thanh toán của doanh nghiệp trong từng thời điểm thì chúng ta chỉ xem xét về trong ngắn hạn, tức là thì chúng ta xem là trong năm đấy các khoản nợ ngắn hạn của doanh nghiệp là như vậy, thì doanh nghiệp liệu rằng là có đủ để trả nợ hay không? Đúng không? Và tương ứng với các cái khoản nợ ngắn hạn thì chúng ta cũng chỉ xét đến cái tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp, tức là gì ạ? Tài sản ngắn hạn đấy chính là các cái khoản gì ạ? Tiền và các khoản tương đương tiền này, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn này, hàng tồn kho này, các khoản phải thu ngắn hạn này, vân vân. Đấy là những cái khoản mà doanh nghiệp sẽ sử dụng hay cái chúng ta chính gọi là cái vốn huy động của doanh nghiệp ấy, là sẽ sử dụng để trả nợ ngắn hạn. Còn gì ạ? Các cái tài sản dài hạn, ví dụ như là gì? Tài sản cố định của doanh nghiệp như là gì? Nhà xưởng này, máy móc thiết bị này, xe cộ này, vân vân. Thì không khi mà trả nợ ngắn hạn thì không ai lại đem bán cái tài sản dài hạn đấy đi để trả nợ ngắn hạn cả. Đúng không ạ? Do đó ở đây khi mà nghiên cứu về cái khả năng thanh toán của doanh nghiệp thì để đánh giá chính xác nhất thì chúng ta sẽ sử dụng cái chỉ tiêu về khả năng thanh toán hiện hành, khả năng thanh toán nhanh, khả năng thanh toán tức thời. Đầu tiên về cái khả năng hệ số khả năng thanh toán hiện hành. Về cái khả năng thanh toán hiện hành thì chúng ta rằng là gì ạ? Khả năng thanh toán hiện hành của doanh nghiệp đấy là gì ạ? Sẽ được tính bằng tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn chia cho nợ ngắn hạn. Tức là chúng ta chỉ xem cho là gì? Cái tài sản của doanh nghiệp trong ngắn hạn này có đủ để trang trải cho các khoản nợ ngắn hạn của doanh nghiệp hay không. Và ý nghĩa của cái chỉ tiêu này đấy là gì ạ? Thông thường thì chúng ta thấy rằng là gì? Nếu như mà gì? Tỷ lệ này lớn hơn 1 thì là tốt hay xấu theo? Lớn hơn 1 thì doanh nghiệp sẽ có khả năng bù đắp cho cái sự giảm giá trị tài sản huy động, tức là gì ạ? Nếu như mà tỷ lệ thanh toán hiện hành này lớn hơn 1, tức là gì? Tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp lớn hơn so với các khoản nợ ngắn hạn thì doanh nghiệp hoàn toàn có thể trả nợ ngắn hạn bất cứ lúc nào, tức là khả năng thanh toán là tốt. Thì ở đây nếu mà tỷ lệ này lớn hơn được bằng 1 thì tức là doanh nghiệp có khả năng thanh toán trong ngắn hạn. Nếu như mà lớn hơn 1 thì doanh nghiệp là có khả năng thanh toán trong ngắn hạn. Và như vậy thì chúng ta sang là gì? Như vậy thì nếu như mà chỉ số này lớn hơn 1 hoặc là càng lớn thì càng tốt. Ví dụ như là năm nay là 1, năm sau là 1,2 thì như vậy là khả năng thanh toán của doanh nghiệp là tăng lên.
Chỉ tiêu thứ hai, đấy là chỉ tiêu khả năng thanh toán nhanh. Hệ số khả năng thanh toán nhanh. Khả năng thanh toán nhanh. Thì đối với lại cái tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp ấy, thì các em lưu ý là gì? Tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp, trong tài sản ngắn hạn nó lại có chỉ tiêu là hàng tồn kho. Thì cái hàng tồn kho đấy là những cái hàng hóa mà chúng ta chưa tiêu thụ được. Thì sau đó chúng ta rằng là gì? Nếu như mà các để thanh toán cho các khoản nợ ngắn hạn thì chúng ta phải bán được những cái lượng hàng hóa tồn kho thì chúng ta mới có thể trả nợ được. Sau đó là chúng ta rằng là để có thể xác định được cái khả năng thanh toán nhanh, tức là ví dụ tại cái thời điểm là ngày 30 tháng 8 năm 2021 này, tôi xem là gì ạ, vận liệu dòng doanh nghiệp có khả năng thanh toán hay không, thì tôi sẽ là việc lấy toàn bộ cái tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp trừ đi cái lượng hàng tồn kho. Bởi vì là lượng hàng tồn kho là cái lượng hàng hóa mà tôi chưa tiêu thụ được, và tôi cũng chưa biết được là cái thời điểm nào tôi tiêu thụ được để mà thu tiền về. Do đó là gì, khả năng thanh toán nhanh đây là cái tỷ lệ thanh toán tương đối, hay là khả năng tỷ lệ thanh toán tương đối, thì nó bằng diện tài sản ngắn hạn trừ đi hàng tồn kho thì cho nợ ngắn hạn. Và cái chỉ tiêu này thì chúng ta rằng là gì ạ, nếu như mà chỉ tiêu này mà lớn hơn 1 thì như vậy cái khả năng thanh toán của doanh nghiệp là tốt. Và ngược lại tức là nếu mà cái chỉ tiêu này là nhỏ hơn 1 thì cái khả năng thanh toán của doanh nghiệp là xấu, tức là gì, cái khả năng mà doanh nghiệp trả được cái nợ ngắn hạn này là cần xem xét. Chỉ tiêu thứ ba, thì trong cái tài sản ngắn hạn này thì chúng ta thấy rằng là ngoài hàng tồn kho thì chúng ta lại thấy là có gì ạ, các khoản phải thu ngắn hạn. Các khoản phải thu ngắn hạn ở đây đấy chính là gì, cái tiền mà gì người ta nợ mình, đúng không? Ví dụ là gì, tôi bán hàng cho đại lý, là tôi cung cấp hàng cho đại lý, nhưng mà đại lý là gì, còn nợ cái tiền hàng của tôi chưa thanh toán, đúng nhỉ? Còn nợ tiền hàng của tôi chưa thanh toán. Bởi vì chúng ta rằng các cái chính sách tiêu thụ hiện nay là gì, doanh nghiệp phải cho người ta nợ tiền hàng thì người ta mới làm ra phát triển và tiêu thụ được cho chúng ta. Còn nếu như bây giờ tôi là gì, tôi cung cấp cho đại lý bao nhiêu, bắt đại lý trả tiền bấy nhiêu, thì chúng ta rằng là họ sẽ rất khó để có thể là gì quản lý được một cái lượng hàng hóa lớn. Do đó thì chúng ta rằng là gì, để có thể là xem xét về cái khả năng thanh toán của doanh nghiệp thì chúng ta còn phải trừ đi các cái khoản phải thu. Bởi vì là mai rằng là gì? Đối với lại các khoản phải thu hay là các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn ấy, thì tôi cũng chưa chắc chắn được rằng tại cái thời điểm hiện tại tôi có thể thu được ngay là gì, tôi có thể thu được ngay là tiền, à, tôi có thể thu được các khoản nợ của khách hàng đấy được ngay rất là lập tức. Do đó mà đây chúng ta sẽ nghiên cứu cái chỉ số thứ ba, đấy là cái khả năng thanh toán tức thời. Khả năng thanh toán tức thời chúng ta có ba nhóm chỉ tiêu về khả năng thanh toán hiện hành này, khả năng thanh toán tương đối này, khả năng thanh toán tức thời được xác định bằng gì, tiền và các khoản tương đương tiền chia cho nợ ngắn hạn. Tiền và các khoản tương đương tiền chia cho nợ ngắn hạn tức là gì, tôi xem bằng cái lượng tiền mặt này, tiền gửi ngân hàng này, cổ phiếu, trái phiếu, vàng, bạc, châu báu, vân vân, là những cái khoản mà chúng ta có thể quy đổi ra để trả nợ bất cứ lúc nào. Đây là cái khả năng thanh toán tức thời, tức là gì? Tại thời điểm này tôi có phần này tiền để tôi đi trả nợ. Thì đối với lại các cái khoản cái tỷ lệ khả năng thanh toán tức thời này, thì nếu như mà cái chỉ tiêu này phản ánh cái khả năng thanh toán tức thời của doanh nghiệp, và thì cái việc mà các cái khoản nợ này ngắn hạn sẽ được thực hiện ngay bằng tiền và các khoản tương đương tiền trong doanh nghiệp, và với cái chỉ số này thì đưa ra nhận định là gì ạ, cái chỉ số này mà lớn hơn hoặc bằng 0,5, chỉ số này lớn hơn bằng 0,5 thì khả năng thanh toán là khả quan và ngưỡng hạn, tức là gì ạ, cái lượng tiền và các khoản tương đương tiền nó chiếm khoảng 50% cái khoản nợ ngắn hạn của doanh nghiệp thì là được đánh giá là tốt rồi, giá đặc khả quan. Nhưng mà nếu mà nhỏ hơn thì doanh nghiệp cần phải xem xét.
Ngoài ra thì để xem xét về cái khả năng thanh toán của doanh nghiệp thì người ta cũng có nghiên cứu một cái chỉ tiêu, đấy là cái hệ số thanh toán lãi vay. Hệ số thanh toán lãi vay hay còn gọi là cái khả năng thanh toán nợ dài hạn. Hay còn gọi là cái hệ số thanh toán lãi vay hay còn gọi là cái khả năng thanh toán nợ dài hạn. Thì khả năng thanh toán lãi vay hay cái hệ số thanh toán lãi vay thì được xác định bằng lợi nhuận trước thuế và lãi vay chia cho lãi vay phải trả. Lợi nhuận trước thuế và lãi vay chia cho lãi vay phải trả. Đây, em nhìn này. Trong cái báo cáo kết quả đầu kinh doanh này thì chúng ta có đây là gì ạ? Chi phí lãi vay. Chúng ta có cái chi phí lãi vay này. Đấy chính là cái lãi vay phải trả. Đúng không? Tức là gì? Doanh nghiệp đi vay vốn thì anh sẽ phải trả cái lãi vay. Thì ở đây là gì ạ? Đây là cái chi phí lãi vay thì lãi vay phải trả. Còn gì ạ? Lợi nhuận trước thuế và lãi vay thì sẽ bằng là gì ạ? Chính bằng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh cộng với lại cái chi phí lãi vay này. Dạ, tức là gì ạ? Lợi nhuận trước thuế và lãi vay thì bằng là tổng lợi nhuận trước thuế này cộng với lại gì ạ? Chi phí lãi vay thì chúng ta sẽ chia cho gì ạ? Lãi vay phải trả. Thì đối với lại cái hệ số thanh toán lãi vay này thì sẽ cho biết là gì ạ? Cái mức độ là gì? Cái lợi nhuận của doanh nghiệp có đảm bảo cái khả năng là gì? Trả lãi hàng năm hay không? Tại sao lại không xét được doanh thu? Bởi vì là gì? Trong doanh thu thì nó bao gồm cả chi phí rồi, nhưng không phải là gì? Lợi nhuận mới là cái khoản cuối cùng của doanh nghiệp để mang về. Vậy thì cái khoản lợi nhuận của doanh nghiệp này nó có đủ để trang trải các cái khoản phí vay hay không? Và chúng ta rằng đây là đối với lại gì ạ? Để đánh giá chung thì nếu như hệ số này lớn hơn 18 thì doanh nghiệp hoạt động được tốt. Còn nếu như mà gì hệ số này mà nhỏ hơn 1 thì cái số lãi của doanh nghiệp không đủ để trả tiền lãi vay và doanh nghiệp bị lỗ. Đấy là cái nhóm thứ nhất, là cái nhóm về khả năng thanh toán về lãi vay, là cái nhóm về khả năng thanh toán của doanh nghiệp thông qua 4 nhóm chỉ tiêu. Thì thông qua 4 nhóm chỉ tiêu này chúng ta sẽ xem là được xét chung xem là việc cái tình hình thanh toán của doanh nghiệp nha có đủ để trả nợ hay không. Nhóm chỉ tiêu thứ hai là nhóm chỉ tiêu về năng lực hoạt động của doanh nghiệp. Cái công thức tính này ở trong bài giảng có rồi các em nhé. Chúng ta có cần chép không hay là đem chép ở trong bài giảng ấy? Xem trong bài giảng. Ừ. Chúng ta xem trong bài giảng nhé. Đây là cô nói. Nói thêm mà tí nữa chúng ta vận dụng để chúng ta tính toán vào cái phần lý thuyết của chúng ta thì sẽ rõ hơn. Nhóm chỉ tiêu về cái năng lực hoạt động. Nhóm chỉ tiêu về cái năng lực động của chúng ta sẽ thông qua các cái nhóm chỉ tiêu. Thứ nhất là về vòng quay hàng tồn kho. Nhóm chỉ tiêu về cả vòng quay hàng tồn kho. Thì để phản ánh về cái vòng quay hàng tồn kho thì chúng ta sẽ tính ra cái số vòng quay hàng tồn kho. Số vòng quay hàng tồn kho thì sẽ được tính bằng là gì ạ? Giá vốn hàng bán chia cho hàng tồn kho bình quân. Trong đó là gì ạ? Giá vốn hàng bán là cái chỉ số ở trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Còn hàng tồn kho bình quân thì lại là cái giá trị của hàng tồn kho bình quân thì lại ở bảng cân đối kế toán. Và các em lưu ý ở đây là gì ạ? Số bình quân tức là gì? Hàng tồn kho bình quân. Thì ta nhân hàng tồn kho bình quân sẽ bằng hàng tồn kho đầu kỳ cộng với lại hàng tồn kho cuối kỳ thứ hai. Thì tại sao mà chúng ta lại phải sử dụng cái hàng tồn kho bình quân? Bởi vì chúng ta rằng ở đây chúng ta đang tính xem là trong một năm hay trong một kỳ thì cái lượng số vòng quay hàng tồn kho là bao nhiêu. Thì
Thứ hai rằng là gì ạ? Cái số phòng quay hàng tồn kho này nó chính là số lần mà cái hàng tồn kho bình quân được xuất bán ở trong kỳ. Thì như vậy chúng ta rằng là gì? Có thể là đầu kỳ là cái lượng hàng tồn kho rất là lớn, nhưng cuối kỳ thì cái lượng hàng tồn kho nó lại không có. Do đó để đánh giá chính xác nhất trong một kỳ đấy hay trong một năm đấy thì chúng ta phải sử dụng cái số là về số bình quân, tức là số đầu kỳ được số cuối kỳ để tính ra trung bình trong cái năm là cái lượng cái giá trị hàng tồn kho bình quân là bao nhiêu. Thì cái hệ số này nó thể hiện là gì ạ? Số lần mà hàng tồn kho bình quân được bán trong kỳ, tức là cái số lần mà chúng ta xuất bán ở trong kỳ. Thì như vậy nếu như mà số lần mà chúng ta xuất bán ở trong kỳ thì chúng ta sẽ rằng là chỉ tiêu này là gì? Càng gì? Càng cao thì càng tốt, đúng không? Tức là đây là gì? Nó thể hiện sao? Nó thể hiện là xem là trong một năm chúng ta có bao nhiêu lần bán hàng, bao nhiêu lần xuất hàng đi. Đó, thì như vậy chỉ tiêu này là càng cao càng tốt. Chỉ tiêu vòng quay hàng tồn kho, chỉ tiêu vòng số vòng quay hàng tồn kho. Càng cao, càng cao càng tốt. Bỏ là doanh nghiệp là những cái hoạt động tiêu thụ của doanh nghiệp là tốt, đúng không ạ? Và tương ứng với nó thì chúng ta sẽ có cái chỉ tiêu là cái thời gian hàng tồn kho bình quân. Thời gian hàng tồn kho bình quân tức là chúng ta tính trung bình xem là cái thời gian mà hàng tồn kho nó lưu ở trong kho là bao nhiêu lâu trong một năm. Thì ở đây thì để tính cái thời gian hàng tồn kho bình quân thì chúng ta sẽ lấy là 360 ngày chia cho số vòng quay hàng tồn kho. Nên chúng ta sẽ tính ra là trung bình là hàng tồn kho là sẽ lưu ở trong kho bao nhiêu ngày. Tức là hàng tồn kho cần thời gian bao nhiêu lâu, bao nhiêu ngày để chuyển được tiền. Thì trong cái tài chính, thì trong cái quy ước của tài chính thì chúng ta quy ước là một năm là có 360 ngày. Tức là chúng ta lấy ra là một năm thì có 365 ngày. Tuy nhiên thì trong phân tích tài chính cũng như là trong cái tính toán chung thì chúng ta chỉ đưa ra quy ước chung là một năm thì có 360 ngày. Thì như vậy thì chúng ta sẽ rằng là gì ạ? Chỉ tiêu này là phản ánh xem là cái hàng tồn kho là gì? Bao nhiêu ngày là chúng ta xuất bán một lần. Vậy thì chỉ số này càng cao càng tốt hay là ngược lại, càng nhỏ thì càng tốt em? Đây là phản ánh số ngày và chúng ta xuất bán là gì? Càng cao càng tốt hay là càng nhỏ càng tốt? Càng nhỏ càng tốt. Đúng rồi, càng nhỏ càng tốt. Tức là gì? Bây giờ cứ 2 ngày, 3 ngày tôi xuất bán một lần thì là tốt. Còn nếu mà tôi để là gì? 30 ngày, 40 ngày tôi sẽ bán một lần thì chắc chắn là cái lượng hàng tồn kho nó đi kho lâu quá là không khả quan, không tốt. Đúng không? Tuy nhiên thì những cái chỉ số tài chính này nó còn tùy thuộc vào từng doanh nghiệp, từng cái lĩnh vực kinh doanh. Ví dụ chúng ta thấy rằng là đối với lại những cái mặt hàng, giao dụng mặt hàng, lương thực thực phẩm thì cái hàng thời gian hàng tồn kho bình quân nó sẽ rất là ngắn. Nhưng đối với lại những cái mặt hàng ví dụ như là nó không có cái thời hạn sử dụng mà thời hạn sử dụng dài ấy, ví dụ như là điện thoại chẳng hạn thì cái thời gian tồn kho bình quân nó sẽ là dài hơn. Còn ví dụ như là đối với lại các cái doanh nghiệp xây dựng chẳng hạn thì chúng ta rằng là gì? Bây giờ người ta xây dựng một công trình thì phải có thể là gì ạ? 6-7 tháng sau một công trình hoặc thậm chí là vài năm sau một công trình, chúng ta rằng lúc đấy là cái chỉ tiêu về tính thì nó lại còn không phù hợp nữa. Ngoại do đó nó còn tùy thuộc vào cái chỉ số của từng cái lĩnh vực kinh doanh nữa. Mà thông thường là thời gian tồn kho bình quân là càng nhỏ càng tốt. Thứ hai về phản ánh về cái khả năng hoạt động đấy là cái vòng quay các khoản phải thu. Vòng quay các khoản phải thu thì tương tự thì ở đây là chúng ta sẽ tính là gì ạ? Số vòng quay các khoản phải thu sẽ bằng là doanh thu thuần chia cho các khoản phải thu bình quân. Thì cũng tương ứng như vậy là chúng ta có gì ạ? Các khoản phải thu bình quân ở đây là chúng ta có các khoản phải thu đầu kỳ cộng các khoản phải thu cuối kỳ chia cho 2, đúng không? Thì chúng ta thấy rằng là đối với lại các cái khoản phải thu của doanh nghiệp thì chúng ta có thì khoản phải thu ngắn hạn, khoản phải thu dài hạn, đúng không ạ? Tức là các khoản phải thu đây là các cái khoản nợ của khách hàng ấy, đúng không ạ? Tức là chúng ta bán hàng cho khách hàng
đây là gì? Chúng ta sẽ tính theo là vòng quay các khoản phải thu. Thì ở đây là gì? Số vòng quay các khoản phải thu nó thể hiện mối quan hệ giữa doanh thu thuần với lại các cái khoản phải thu của khách hàng. Tại số này nó sẽ phản ánh cái tốc độ luân chuyển các khoản phải thu. Thì nếu như mà gì ạ? Như vậy thì theo các em thì số vòng quay các khoản phải thu càng lớn càng tốt hay là càng nhỏ càng tốt? Càng nhỏ càng tốt. Càng nhỏ càng tốt. Ở đây là gì? Hệ số này phản ánh tốc độ luân chuyển các khoản phải thu khách hàng. Thì như vậy thì chúng ta thấy rằng là gì? Nếu như mà hệ số này mà càng thì là gì? Các khoản phải thu mà càng lớn thì dẫn tới là gì? Số vòng quay các khoản phải thu nó sẽ là giảm. Như vậy có tốt không? Vậy có tốt không? Không. Không, đúng không? Như vậy là vòng quay các khoản phải thu là gì? Càng lớn càng tốt. Cái tốt hay không thì chúng ta sẽ xem nha. Thì thu tiền bình quân. Thì thu tiền bình quân là cái chỉ tiêu mà phản ánh là gì? Bao nhiêu lâu thì chúng ta lại thu hồi vốn được một lần? Tức là gì? Bình quân là bao nhiêu ngày thì chúng ta lại thu được tiền hàng một lần? Thì như vậy là cái chỉ tiêu này của chúng ta sẽ là gì? Bao nhiêu lâu thì chúng ta thu được tiền hàng một lần? Thì như vậy chúng ta rằng là cái chỉ tiêu này mà càng nhỏ thì càng tốt. Đúng không? Ví dụ như là gì ạ? Số vòng quay các khoản phải thu của chúng ta là... Ví dụ nha. Số vòng quay ví dụ như là gì ạ? Vòng quay các khoản phải thu là... hay là gần như là 10 ngày thì kỳ thu tiền bình quân bằng 10 thì kỳ thu tiền bình quân sẽ là bao nhiêu ạ? Bình quân sẽ bằng là 360 chia cho 10 là bằng 36 ngày, tức là gì ạ? Trung bình là 36 ngày tôi thu tiền hàng được một lần, và tôi thu được một lần. Nhưng mà ngược lại, nếu như mà vòng quay hàng tồn kho mà là 20. Hàng tồn kho là 20. Thì kỳ thu tiền bình quân của tôi là bằng bao nhiêu? Bằng 18. Bằng 18. 360 ngày chia cho 20 thì là bằng 18 ngày. Thì như vậy là tốt hay không? Em trung bình 18 ngày tôi thu được tiền hàng một lần, như vậy là tốt chứ đúng không? Nếu như mà gì ạ? Nếu như mà 36 ngày tôi mới thu được tiền hàng một lần thì như vậy là tôi đã để cho khách hàng nợ của tôi quá lâu, tôi bị chiếm dụng 14. Nhưng mà 18 ngày một lần thì tức là gì ạ? Cái như vậy là cái khả năng thu tiền hàng của tôi là tăng lên. Bởi vì là như vậy là tôi sẽ sử dụng các cái biện pháp để có thể thu hồi nợ cho doanh nghiệp của mình. Vậy là tốt hơn. Vậy thì cái chỉ số vòng quay hàng tồn kho này càng cao. Vòng quay hàng tồn kho này càng cao. Thì là gì ạ? Là doanh nghiệp sẽ làm sao? Doanh nghiệp sẽ bị chiếm dụng về vốn là gì? Ít hơn. Đúng không ạ? Nên do đó chúng ta rằng là gì? Số vòng quay các khoản phải thu mà tăng lên thì kỳ thu tiền bình quân nó sẽ giảm xuống. Đấy là gì? Nó sẽ là cái mối quan hệ tốt, tức là chỉ tiêu là gì? Cứ vòng quay càng nhiều, càng nhanh thì càng tốt. Nó là nhìn với nhau đấy. Thứ nhóm thứ ba, đấy là cái chỉ tiêu mà phản ánh về cái hiệu quả sử dụng tài sản.
Thì trong tài sản của doanh nghiệp thì chúng ta có tài sản cố định và tài sản lưu động. Hiệu suất sử dụng tài sản cố định. Thứ ba, đấy là hiệu suất sử dụng tài sản cố định. Để đánh giá về cái hiệu quả sử dụng tài sản cố định, chúng ta có hai công thức. Thứ nhất, đấy là cái hiệu suất sử dụng tài sản cố định. Hiệu suất sử dụng tài sản cố định thì sẽ được tính bằng doanh thu thuần chia cho tài sản cố định bình quân. Tài sản cố định bình quân thì tương tự như là các khoản thu bình quân hay là hàng tồn kho bình quân, nên là chúng ta sẽ lấy giá trị của hàng của tài sản cố định đầu kỳ cộng với lại cuối kỳ chia cho 2. Thì chúng ta sẽ ra được là cái hiệu suất sử dụng tài sản cố định. Và như vậy thì cái chỉ tiêu này là có ý nghĩa gì ạ? Là gì ạ? Một đồng tài sản cố định bình quân tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh thì sẽ mang lại được bao nhiêu đồng doanh thu thuần. Thì như vậy thì chúng ta rằng chỉ tiêu này là càng cao thì càng tốt, đúng không? Bởi vì chúng ta rằng là nếu như mà một đồng tài sản cố định mà mang lại nhiều doanh thu thì là, tức là doanh tài sản cố định đấy là được sử dụng có hiệu quả. Và tương tự như vậy thì chúng ta có chỉ tiêu thứ hai, đấy là cái hệ số đảm nhiệm tài sản cố định. Hệ số đảm nhiệm tài sản cố định sẽ được tính bằng tài sản cố định bình quân chia cho doanh thu thuần, tức là nó ngược lại với lại thì cái hiệu suất sử dụng tài sản cố định. Thì đối với lại cái hệ số đảm nhiệm tài sản cố định thì sẽ cho biết là gì? Để tạo ra được một đồng doanh thu thì cần bao nhiêu đồng tài sản cố định bình quân. Sẽ ngược lại nha, thì các em lưu ý là đây là gì? Để tạo ra một đồng doanh thu cần bao nhiêu đồng tài sản cố định. Còn ở trên là gì ạ? Còn ở trên cái hiệu suất sử dụng tài sản cố định là gì ạ? Một đồng gì? Một đồng tài sản cố định. Một đồng tài sản cố định tạo ra được bao nhiêu đồng doanh thu thuần. Hai cái chỉ tiêu này là khác nhau. Thì như vậy chúng ta rằng là nếu như mà làm hiệu suất thì một đồng tài sản cố định tạo ra được bao nhiêu đồng doanh thu thuần, thì cái hệ số này là càng cao thì càng tốt. Họ tạo ra càng nhiều doanh thu thì càng tốt. Nhưng mà ngược lại với cái hệ số đảm nhiệm tài sản cố định này, là gì? Để tạo ra được một đồng doanh thu cần bao nhiêu đồng tài sản cố định thì chúng ta lại ngược lại là gì? Thì hệ số này là càng nhỏ là càng tốt, đúng không? Để tạo ra một đồng doanh thu thì cần càng ít, càng cần ít tiền đầu tư và tài sản cố định tốt bao nhiêu. Yeah. Rồi, các em nghỉ giải lao một lúc nhá. Vâng ạ. Vâng ạ. Các em nghỉ giải lao 10 phút xong rồi tiếp tục nhé.
Xem vào lớp gì? Chào các bạn lớp đi. Giờ chúng ta tiếp tục nhé. Trong cái phân tích về cái hiệu quả sử dụng tài sản ấy, thì chúng ta còn có cái hiệu quả sử dụng tài sản lưu động này và hiệu quả sử dụng tài sản tổng tài sản chung. Thì công thức thì và cũng như là ý nghĩa thì nó tương tự như đối với lại cái tài sản cố định, tức là chúng ta chỉ thay vào ví dụ như hiệu suất sử dụng tài sản lưu động của chúng ta đó là điểm tài sản lưu động bình quân một doanh thu phần chia cho tài sản lưu động bình quân, hoặc là một đồng tài sản lưu động tạo ra được bao nhiêu đồng doanh thu phần. Vâng, thì cái đấy thì các em ra xem ở trong bài giảng các công thức đấy nhá. Nhóm chỉ tiêu thứ tư để chúng ta nghiên cứu đấy là nhóm chỉ tiêu về khả năng ăn. Nhóm chỉ tiêu thứ ba là cái nhóm chỉ tiêu về khả năng cân đối vốn và cơ cấu vốn. Thì cái nhóm chỉ tiêu về khả năng cân đối vốn và cơ cấu vốn ấy, tiêu thứ ba này, nhóm chỉ tiêu về khả năng cân đối vốn và cơ cấu vốn, thì nhóm chỉ tiêu này thì vẫn là gì ạ, giống với lại gì, vẫn giống với lại cái phần đầu tiên chúng ta phân tích khái quát về cái báo cáo về cái bảng cân đối kế toán ấy, là chúng ta về cái tỷ suất tự tài trợ này, hay là tỷ số nợ này, tỷ số tài sản cố định này, tỷ số tài sản lưu động này. Đấy, thì giống so với lại cái phần đầu về cái phân tích khái quát tình tài chính nha, trong bảng cân đối kế toán. Nhóm chỉ tiêu thứ tư về khả năng sinh lời. Nhóm chỉ tiêu về khả năng sinh lời. Về nhóm cả chỉ tiêu về khả năng sinh lời ấy, thì nhóm này là chỉ tiêu này là cái chỉ tiêu phản ánh về kết quả cuối cùng trong việc là chúng ta sử dụng tài sản và nguồn vốn như thế nào. Tức là gì ạ? Tôi sẽ xem là cái khả năng sinh lời của tài sản, của nguồn vốn trong doanh nghiệp là ra sao. Thì để tính toán về cái chỉ tiêu về khả năng sinh lời thì chúng ta có các cái chỉ tiêu. Chỉ tiêu thứ nhất đấy là cái tỷ suất sinh lời của tài sản lưu động. Tỷ suất sinh lời của tài sản lưu động. Tỷ suất sinh lời của tài sản lưu động thì cái tỷ suất này sẽ cho biết là gì ạ? Ở đây, đây được tính bằng công thức. Tính bằng công thức là gì? Lợi nhuận sau thuế chia cho tài sản lưu động bình quân. Thì chỉ tiêu này nó sẽ phản ánh điều gì ạ? Giống như là cái hiệu suất sử dụng tài sản cố định ý. Thì ở đây là gì ạ? Một đồng tài sản lưu động bình quân tham gia vào quá trình sản xuất sẽ tạo ra được bao nhiêu đồng lợi nhuận sau thuế. Một đồng tài sản lưu động thì bỏ ra thì doanh nghiệp thu được bao nhiêu đồng lợi nhuận sau thuế, tức là cái cuối cùng mà doanh nghiệp mang về. Thứ hai đấy là cái chỉ tiêu về tỷ suất sinh lời của tài sản cố định, thì cũng tương tự như đối với lại thì tài sản lưu động thì cách tính đấy là gì, tỷ suất sinh lời của tài sản cố định sẽ bằng là lợi nhuận lợi nhuận sau thuế chia cho tài sản cố định bình quân.
rồi là tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản, ví dụ là ROA sẽ được tính bằng gì ạ? ROA sẽ bằng lợi nhuận sau thuế chia cho tổng tài sản bình quân. Và tức là một đồng tài sản bình quân tham gia vào quá trình sản xuất thì sẽ tạo ra được 30 đồng lợi nhuận sau thuế. Tỷ suất sinh lời trên doanh thu. Tỷ suất sinh lời trên doanh thu ở đây là gì ạ? So sánh giữa lợi nhuận sau thuế với lại doanh thu. So ở đây thì chúng ta sẽ phản ánh là gì ạ? Trong 100 đồng doanh thu thì có bao nhiêu đồng lợi nhuận sau thuế? Trong 100 đồng doanh thu thì sẽ có bao nhiêu đồng lợi nhuận sau thuế? Thì chỉ tiêu này nó sẽ phản ánh là gì ạ? Nó sẽ phản ánh cái năng lực tài chính của doanh nghiệp trong việc tạo ra lợi nhuận và cái năng lực cạnh tranh. Thì những cái tỷ chỉ tiêu về lãi suất này ấy, thì nó càng cao sẽ là càng tốt, đúng không? Bởi vì làm sao? Nó càng cao thì sẽ càng thể hiện là cái khả năng sinh lời của doanh nghiệp là đạt yêu cầu. Thì cái tỷ suất sinh lời trên doanh thu thì còn ký hiệu là ROF. Và cái chỉ tiêu cuối cùng đấy là tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu. ROE. Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu sẽ bằng là gì ạ? ROE bằng lợi nhuận sau thuế chia cho vốn chủ sở hữu bình quân nhân với 100. Thì chỉ tiêu này sẽ cho biết là gì ạ? Trong là gì? 100 đồng vốn từng có sẽ tạo ra được bao nhiêu đồng lợi nhuận sau thuế? 100 đồng vốn từng có sẽ tạo ra được bao nhiêu đồng lợi nhuận sau thuế? Và những cái chỉ tiêu về tỷ suất sinh lời này thì chúng ta rằng nó sẽ càng cao, khi mà lợi nhuận sau thuế cao thì nó sẽ dẫn tới là cái tỷ suất của doanh nghiệp sẽ tăng. Thì để phân tích về cái khả năng sinh lời của tài sản thì chúng ta cũng sẽ so sánh là diện giữa năm trước với năm sau, giữa năm sau với lại năm trước này, để xem như là các cái hệ số này tăng hay giảm này. Sau đó là gì, chúng ta sẽ so sánh với các cái chỉ tiêu của ngành để xác định về cái chỉ cái đánh giá một cách khái quát nhất về cái khả năng sinh lời của tài sản, của vốn chủ sở hữu hay là của doanh thu. Thì để phân tích tài chính của doanh nghiệp thì chúng ta sẽ sử dụng, sử dụng 4 cái nhóm chỉ tiêu cơ bản. Bây giờ chúng ta các em sẽ vận dụng để tính các cái chỉ tiêu về các cái phân tích tình tài chính qua các cái 4 cái nhóm chỉ tiêu cơ bản này ở trong cái ví dụ mà cô đã đưa ra, trong cái số ví dụ đưa ra. Và đây là các em đã chép cái hai cái bảng cái số nhỉ? Tôi gửi lại vào trong Zalo nhé. Vâng ạ. Gửi lại số liệu vào trong Zalo thì các em sẽ dựa vào số liệu để chúng ta tính nhé.
Đổi tên nhóm là phân tích hoạt động kinh doanh của cô tìm mã. Hôm trước là để là K15 mà, đúng không? Cô gửi ở trong ta nhóm Zalo các em ở trong đấy này cái số liệu để làm bài tập nhé. Vâng ạ. Ôi, À. tính cả bốn nhóm chỉ tiêu hay là chỉ tính cái nhóm khả năng sinh lời ạ? Tính cả bốn nhóm chỉ tiêu. Vâng ạ.
Tính thế nào được em? Tính đến nhóm chỉ tiêu mấy rồi em ơi? Có mấy chỉ tiêu không hiểu em bỏ qua cô ạ. Đấy là không hiểu thì hỏi chứ để bỏ qua. Xong rồi cứ tính Mà đi khó quá bỏ qua. tính đi xong đến cái nào không cần thì hỏi. Và
Cô ơi cô, cô chữa bài cho bọn em ạ. Làm được một lượt chưa? Các bạn đã thử tính toán một lượt chưa? Rồi rồi. Không biết đúng hay sai. Cô chữa cho mẹ em nhỉ. Vậy ạ. Thứ nhất là nhóm về khả năng thanh toán này. Nhóm chỉ số về khả năng thanh toán này. Nào. Ở đây thì chúng ta có các cái nhóm chỉ số về khả năng thanh toán như là gì? Hiện hành này, nhanh này, thanh toán tức thời này. Em tính ra chưa? Hát hiện hành bằng này, tài sản ngắn hạn và đầu tư ngắn hạn. Nào. Tài sản ngắn hạn và gì ạ? Đầu tư ngắn hạn là bằng bao nhiêu đấy các em? Năm 2019 này. À, đang tính phân tích cho năm 2020 nhá. 3780 đúng không? 3780 này chia cho nợ ngắn hạn. Nợ ngắn hạn là bằng 2 đang tính năm 2020. 3780 2020 chia cho 2170. Ra đây, ở đây ghi là phân tích tình hình tài chính năm 2020 của doanh nghiệp không ạ? Yêu cầu em đúng không? Đó, em tính cả là 2170 có bao nhiêu em? 1,74 2170 bằng 1,74. Ừ, 1,74 rồi. Ok. Thì như vậy là xong, là chúng ta sẽ nhận xét này. Nhận xét chỉ tiêu này là gì? Một đồng nợ ngắn hạn được đảm bảo bởi 1,74 đồng tài sản tự động và đầu tư ngắn hạn, nên là gọi là tài sản ngắn hạn. Hệ số này lớn hơn đấy, một. Như vậy là gì? Kết luận là gì? Doanh nghiệp có khả năng thanh toán trong ngắn hạn. Được chưa? Thế nha. Thứ hai này, hệ số thanh toán nhanh này. Hệ số thanh toán nhanh ở đây, em tính ra hệ số thanh toán nhanh nào. Hát nhanh nào. Hệ số thanh toán nhanh. Tài sản ngắn hạn này trừ đi hàng tồn kho. Hàng tồn kho. Tài sản ngắn hạn là 3780 này. 780 trừ đi 1.500. Trừ đi bao nhiêu? Hàng tồn kho là 1.500. Chia cho 2170. 2170. Rồi đúng rồi. Bằng
bằng 1.05, 1.05. Rồi, ok. Như vậy là khả năng thanh toán nhanh của doanh nghiệp là gì? Lớn hơn 1. Như vậy là gì ạ? Doanh nghiệp là gì? Có khả năng thanh toán nhanh trong ngắn hạn. Này, nếu một doanh nghiệp có khả năng thanh toán nhanh trong ngắn hạn. Rồi này. Tiếp. Hệ số về cái khả năng thanh toán tức thời. H tức thời này. H tức thời bằng tiền và các khoản tương đương tiền. Tiền và các khoản tương đương tiền bằng bao nhiêu được em? 560 ạ. Đúng rồi, 560. Cho 2170 ạ. 2170. 0.26 ạ. 0.26. Như vậy thì bài rằng là gì? Hệ số này lại mặc dù là trong ngắn hạn thì khả năng thanh toán của doanh nghiệp tốt, nhưng đối với khả năng thanh toán tức thời thì rằng doanh nghiệp có tốt không? Không tốt ạ. Không, đúng rồi. Hệ số này hệ số nhỏ hơn 0.5 cho thấy khả năng thanh toán tức thời, khả năng thanh toán tức thời là không khả quan. Không khả quan này. Thế này, khả năng thanh toán lãi vay. Khả năng thanh toán lãi vay này. Hát lãi vay là bằng gì? Lợi nhuận trước thuế và lãi vay chia cho lãi vay phải trả. Lợi nhuận trước thuế ở đây là bằng bao nhiêu các em? 1.180, đúng không? Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế là 1.180. Thì đấy chưa? Cộng với lại lãi vay phải trả, lợi nhuận trước thuế và lãi vay, như vậy lại phải cộng thêm mấy lãi vay phải trả. Lãi vay phải trả ở đây là 125. 125 chia cho 125 10.44 rồi. Như vậy là cái số này lớn thì cái khả năng thanh toán lãi vay của doanh nghiệp có tốt không? Em, cái số này tốt ạ. Lớn hơn 8 thì khả năng thanh toán của doanh nghiệp tốt. Như vậy nhận xét chung về cái khả năng thanh toán của doanh nghiệp thì em so với lại cái bảng, em kéo ra bảng các cái chỉ tiêu tài chính đặc trưng của ngành ấy, cái bảng thứ ba ấy, thì em so sánh nhá. Ví dụ như là khả năng thanh toán hiện thời ở đây là 1.6 của doanh nghiệp, khả năng thanh toán hiện thời là 1.7 này, khả năng thanh toán nhanh là của ngành có 0.9 nhưng mà của doanh nghiệp vẫn là 1.05 này, khả năng thanh toán lãi vay là ở đây là 9.3 nhưng của doanh nghiệp là bao nhiêu? 10.44. Như vậy là so với mặt bằng chung của ngành thì khả năng thanh toán của doanh nghiệp là gì đấy? Tốt không? Tốt ạ. Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán của doanh nghiệp là đều cao hơn so với trung bình ngành, đúng không? Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán của doanh nghiệp so với trung bình ngành đều cao hơn, chứng tỏ là gì? Khả năng thanh toán của doanh nghiệp có khả năng thanh toán tương đối tốt các khoản nợ ngắn hạn và lãi vay.
đấy là nhóm thứ nhất này. Nhóm thứ hai, nhóm về gì? Năng lực hoạt động. Nhóm này được chưa các em? Nhóm chỉ tiêu thứ nhất về khả năng thanh toán chưa? Còn cái nào chưa rõ không em? Dạ rồi. Rồi. Nhóm thứ hai về năng lực hoạt động này. Vòng quay hàng tồn kho. Vòng quay hàng tồn kho này bằng gì? Số vòng quay hàng tồn kho này tính bằng gì ạ? Giá vốn hàng bán chia cho hàng tồn kho bình quân. Giá vốn hàng bán ở đây là bằng bao nhiêu đấy? Năm 2020 42.920 chia cho gì? Hàng tồn kho đầu kỳ là 1.700 cộng với hàng tồn kho cuối kỳ là 1.500 chia hai. Tính ở dưới mẫu trước nha. Thay vào đây này. 42.920 chia cho bằng mấy ạ? Bằng mấy? Bảy các em. Bảy. Như vậy là gì? Trong năm đấy, trong năm 2020 thì cái có bao nhiêu lần xuất bán hàng hóa này? Có 7 lần. Đúng không? Vậy trong năm 2020 doanh nghiệp có 7 lần xuất. Cái này tính luôn cái thời gian tồn kho bình quân nào. Không nhận xét nhé. Thời gian tồn kho bình quân là bao nhiêu? 360 chia cho 7 bằng 53.68 ạ. Rồi. Như vậy là gì? Trong năm 2020 này doanh nghiệp có 7 lần xuất kho bán hàng này, tương ứng giá 53.68 53.68 ạ. 68 này bán một lần. Muốn biết được là cái này tốt hay không thì chúng ta lại so với gì đây? So với lại trung bình, so với lại ngành, đúng không? Thì ở đây trong cái bảng số 3 ấy, cái chỉ tiêu số 9 là vòng quay hàng tồn kho. Vòng quay hàng tồn kho ở đây là 15 ngày và doanh nghiệp chỉ có 15 lần và doanh nghiệp chỉ có 7 lần thôi. Thì như vậy là cái chúng ta thấy rằng là cái hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp ở đây là chưa tốt, đúng không? So với trung bình ngành còn rất thấp. Như vậy là chúng ta thấy rằng là cái lượng hàng tồn kho doanh nghiệp để cái hàng tồn kho là quá lâu. Ở đây trung bình của ngành là cứ 24 ngày bán hàng một lần, 15 lần xuất hàng trong một năm, nhưng mà ở đây là gì? Doanh nghiệp là để 53 ngày như này việc xuất bán một lần còn rất thấp. Nên doanh nghiệp cần xem xét về được hàng tồn kho của mình. Được chưa các em? Các chỉ tiêu khác thì chúng ta tính toán tương tự và sau đấy là các em đưa ra nhận xét so với lại cái chỉ số trung bình ngành ở cái bảng thứ ba mà cô đưa ra. Rồi vào công thức xong là chúng ta tính ra và đưa ra nhận xét. Hình dung ra cách làm không các em? Các khoản phải thu bình quân là
còn quay các khoản phải thu chúng ta lại sau khi trong bảng nào. Sau vào trong bảng nhá. Còn quay các khoản phải thu này thì chúng ta có gì đây? Các khoản phải thu ngắn hạn và các khoản phải thu dài hạn. Nhưng trong này là không có số liệu về các khoản phải thu dài hạn thì chúng ta chỉ lấy các khoản phải thu ngắn hạn thôi. Chưa? Doanh thu còn doanh thu thuần là bằng bao nhiêu các em? Bằng hạn 45340 ạ. 45340. 45340. Các khoản phải thu bình quân nào. Thu của đầu kỳ là 1170. 1170. Phải không? 1170. Cộng với lại cộng với 1550 chia 2 ạ. Rồi. Bằng 8.3. 8.3. 8.3. Rồi, 8.3. 8.3. Các bạn em đang ở Excel đúng không? Cái độ chấm 17 đúng không? Vâng ạ. Đây, thì trong cái bảng này thì vòng quay các khoản phải thu là 20 và của doanh nghiệp có 8.3, như vậy là khả năng hoạt động cũng tốt này. Thì thu tiền bình quân. Thì thu tiền bình quân thì sẽ bằng là gì? Thì thu tiền bình quân của doanh nghiệp này. Bình quân. Bằng gì? 360 chia cho 8.3 bằng 43,19 ạ. Bao nhiêu? 43,19 ạ. Chúng ta lấy xấp xỉ là 43 ngày đi, thì là bốn vòng với số ngày chúng ta đỡ là thì thu tiền của ngành là 18. Của ngành là 18 bởi vì là vòng quay của ngành là 20 cơ mà đúng không? Như vậy là về cái khả năng hoạt động có quay các khoản của doanh nghiệp là tốt này. Còn phải thu chung này. Được chưa? Còn các nhóm chỉ tiêu khác thì chúng ta tính tương tự như thế nhá. Còn nhóm chỉ tiêu nào mà các em chưa rõ cách tính không? Tài sản cố định lưu động thì là tài sản cố định thì ở trong cái trong đấy rồi, trong báo cáo thôi. Nhưng mà lưu động ấy cô, lưu động chính là tài sản ngắn hạn, đối với chính là tài sản ngắn hạn. À đây đây là tài sản ngắn hạn. Đúng rồi, tài sản ngắn hạn đấy. Vâng. Em nhớ là phải tính bình quân nhá. Bình quân bằng số tính bình quân là bằng số đầu năm và lấy đầu kỳ. Vâng, chia hai. Chia đôi. Ví dụ như là tài sản này. Ngắn hạn bình quân ở đây là 3680 cộng với lại 3780 chia cho 2. Tôi lấy số của năm đầu năm là số của năm trước đúng không? Năm 2019 cộng số của năm 2020 chia 2 ra ra bình quân. Sau đấy là chúng ta sẽ so với lại gì? So với lại so với lại cái bảng trung bình ngành. Cái nào mà có thì trung bình ngành thì chúng ta nhận xét, và cái nào không có thì chúng ta chỉ nhận xét là ví dụ như là ở đây nhá, là không có cái dòng sử dụng tài sản cố định này thì chúng ta nhận xét thì chúng ta chỉ nhận xét là gì, ví dụ như là một dòng tài sản cố định tạo ra được bao nhiêu đồng thu nhập không. Được chưa các em?
Dạ rồi ạ. Thì các em về các em cứ làm tiếp đi nhá. Sau đấy thì buổi sau mình chưa tiếp là các em tính xong là tính nhớ nhá, là tính xong thì các em phải ghi nhận xét xem là chỉ tiêu đấy nó có ý nghĩa gì. Và so sánh với cái bảng trung bình ngành để rút ra nhận xét là tình tài chính của doanh nghiệp là tốt hay không. Dạ vâng ạ. Rồi, em đi ra ngoài luôn. Dạ. Dạ cô ạ. Hôm nay chúng ta nghỉ đây nha. Dạ vâng, dạ cô ạ. Dạ cô ạ. Dạ cô ạ. Dạ cô ạ.